ác ma lồng giam đồi phế long tiến vào. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tháng 7 lưu hỏa, mặt trời gay gắt mặt trời gay gắt. Dù cho màn cửa cẩn trọng, cũng vô pháp hoàn toàn che chắn ánh sáng mặt trời độc ác. Từ màn cửa khe hở bên trong chui vào ánh sáng mặt trời, vuông vức hình thành một dải ánh sáng một bên, vì cả phòng mang đến vẻn vẹn có quang minh. Đinh linh linh, tiếng điện thoại âm lại một lần vang lên liên tiếp ba vang về sau, tự động chuyển thành thu âm. Tần nhiên sao? Ta là bác sĩ Vương, ngươi còn có một năm liền đầy 18 tuổi, thật sự nếu không bắt đầu gen trị liệu lời nói, liền hoàn toàn mất đi thời cơ. Câu nói khách khí, công thức, hoàn toàn như trước đây. Tần nhiên hờ hững không nhìn, cúi đầu xuống chuyên tâm tra xét tay trong du hí thẻ nhớ. Đỏ tươi nhan sắc, ngón tay cái to bằng móng tay xác nhận không sai về sau, tần nhiên đem cái này mai hoa hắn sở hữu tích xúc mới mua được trò chơi thẻ nhớ để vào hư nghĩ đầu khôi khe thẻ bên trong. Tích, một tiếng vang giòn, hư nghĩ đầu khôi bên trên đèn chỉ thị từ hồng sắc đổi xanh sắc. Tích, 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 chưa kiểm chắc đến du hí hán thương, an toàn tính không biết, mời cẩn thận thử chơi. Hư nghĩ đầu khôi máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến cảnh cáo thanh âm nhắc nhở. Bất quá, tần nhiên cũng không hề để ý. Một cái địa hạ du hí, đương nhiên không khả năng sẽ có cái gọi là công ty cùng an toàn tính. Một năm trước, cái này truyền thuyết độ chân thật trăm phần trăm trò chơi xuất hiện ở trên thị trường. Theo lý thuyết, dạng này độ chân thật trăm phần trăm trò chơi, viễn siêu hiện tại lưu hành những chân thực đó độ không qua 30 đến 40 phần trăm hư nghĩ du hí, tất nhiên nhận cực lớn truy phủng mới đúng nhưng kết quả lại là hoàn toàn tương phản, nó còn không có chính thức lên sàn, liền bị cấm chỉ. Bởi vì, trò chơi quá chân thực. Chân thực đến, nếu như trong trò chơi tử vong lời nói, trong hiện thực cũng sẽ chết vong. 3.000 người chơi bản Clo Beta chỉ có không đến một phần 10 sống qua nội chắc từ trong trò chơi rời khỏi. Dạng này hơn nghìn người tử vong, tự nhiên tuyên cáo trò chơi này vĩnh viễn không có khả năng lên sàn sự thật, mà tại về sau, tần nhiên nghe kể một ít người giàu có vì truy cầu kích thích. Đến trò chơi này bên trong, để trò chơi này lần nữa vận chuyển, cũng lại trở thành tránh thức trên ý nghĩa địa hạ du hí, chỉ có số ít người mới có thể tiếp xúc đến trừ bỏ bí ẩn mua sắm con đường, không ít phí dụng bên ngoài, trong trò chơi tử vong cũng là trong hiện thực tử vong điểm này, cũng làm cho nhiều người hơn chùn bước. Nhưng, tần nhiên không quan tâm. Bởi vì, trong vòng một năm đụng không đủ 300 vạn tiền chữa bệnh dùng lời nói, hoạn có gen virus chứng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. 300 vạn, đối với kẻ có tiền tới nói, tự nhiên không tính là gì, nhưng là đối với tần nhiên tới nói, lại là một cái con số trên trời. Từ 3 năm trước đây bị kiểm tra sơ gen virus chứng lúc tần nhiên liền đang cố gắng tích lũy tiền. Nhưng là, hạt cát trong sa mạc. 3 năm trước đây tần nhiên 14 tuổi, một cái liên bang phổ thông sơ trung học sinh, không có bất kỳ cái gì bằng cấp, năng khiếu, cho dù là việc tốn thể lực, cũng bởi vì tuổi tác hoàn toàn không đủ tư cách, chỉ có thể là qua làm việc vặt. Cũng không luận là dạng gì việc vặt đều khó có khả năng gánh vác lên này cao đến 300 vạn tiền chữa bệnh dùng. Coi như một ngày chỉ ngủ 5 tiếng, kiêm chức ba một công việc, 3 năm qua tần nhiên cũng chỉ để giành được 3 vạn khối. Vừa lúc chỉ là y liệu phí dụng 1%, cái này khiến tần nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Đối với sinh mệnh, tần nhiên có quá nhiều hy vọng, ảo tưởng, cho nên hắn không muốn chết nhưng hiện thực lại làm cho hắn không chết không thể mà vừa lúc này hắn từ nguyên bản công tác cày tiền công tác thất nghe được một cái tin đồn có quan hệ với địa hạ du hí nghe đồn tùy ý một kiện cực phẩm trang bị liền có thể bán được hơn trăm vạn nghe đồn tại xác nhận cái tin đồn này tính chân thực về sau tần nhiên được ăn cả ngã về không hắn dùng từ 14 tuổi bắt đầu liền làm thuê góp nhặt 3 năm tích xúc, mua được cái này địa hạ du hí thẻ nhớ, chuẩn bị liều một phát. Không thành công thì thành nhân. Tần nhiên yên lặng thầm nghĩ. Đội nón an toàn lên, tần nhiên nằm ở trên giường. Mắt tối sầm lại, một đoạn văn tự, nương theo lấy giọng nói bắt đầu hiển hiện, thân phận ID kiểm tra bên trong. Thân phận ID xác nhận. Tần Nhiên, 17 tuổi, cô nhi, hiện ở lại Liên bang Phúc lợi trong phòng. Thuộc tính kiểm trắc bên trong. Địa hạ Du hí chào mừng ngài, trò chơi sắp bắt đầu. Một mình phó bản tiến vào. Chiến tranh bất chợt tới bao phủ tòa thành thị này, mọi người không có bất kỳ cái gì phòng bị, phần lớn người tại hỏa lực bên trong chết đi, còn thừa bình dân bao quát ngươi ở bên trong đều tại thành thị phế tích bên trong đau khổ dẫy rùa, mà thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, làm theo để ngươi thất kinh, quân phản loạn cùng đám côn đồ nhóm cũng không tính thu tay lại. Bọn họ đỏ hồng mắt, sát ý bừng bừng muốn phá hủy hết thảy. Chủ tuyến nhiệm vụ, sinh tồn 7 ngày, không bảy chi nhánh nhiệm vụ có thể chọn. Cứu trợ càng nhiều bình dân đến chiến tranh kết thúc, mỗi cứu trợ một cái bình dân có thể đề cao thông quan đánh giá, nhắc nhở tân thủ phó bản, đối với mỗi cái người chơi tới nói, đều là cơ hội khó được. Đóng ngoặc đơn, khi văn tự toàn bộ xuất hiện, dừng lại ước chừng 3 phút, vì tần nhiên lưu lại đầy đủ duyệt thời gian về sau, tần nhiên trước mắt bỗng nhiên sáng lên, chướng mắt vô cùng. Dù cho hai mắt nhắm lại cũng là khó chịu vô cùng, để tần nhiên không khỏi giơ bàn tay lên ngăn tại con mắt trước, sau đó hắn liền liền cảm thấy mình cả người ở vào một loại gia tốc hướng phía dưới mất trọng lượng trong trạng thái toàn bộ quá trình tiếp tục ước chừng một đến hai giây khi tần nhiên cảm giác hết thảy khôi phục bình thường thời điểm buông tay xuống hai mắt mở ra nhất thời tần nhiên hai mắt chừng lớn ở trước mặt hắn, không đủ xa một mét địa phương, một bộ mở ngực mổ bụng xác chết chính dựa vào ở nơi đó, hơi hơi dương lên đầu lâu, này đục ngầu hai mắt vừa lúc nhìn về phía tần nhiên. phảng phất là đối mặt, tần nhiên hô hấp lập tức dồn dập lên. Từ nhỏ đến lớn, tần nhiên chưa bao giờ từng thấy nhân loại thi thể. Tối đa cũng cũng là đánh nhau thấy máu lúc này một cỗ thi thể xuất hiện ở trước mặt hắn vẫn là lấy loại này đối mặt tư thái lập tức liền để tần nhiên xa vào đến kinh hoàng trong sự sợ hãi mà tại dạng này hoảng sợ bên trong tần nhiên cơ hồ là bản năng lui lại lấy thẳng đến đụng vào sau lưng vách tường mới dừng lại ầm phần lưng cùng vách tường va chạm sinh ra đau đớn để tần nhiên một nhe răng bất quá, đau đớn lại làm cho tần nhiên từ trước đó hoảng sợ bên trong thoáng làm dịu, có được một tia lý trí. Đây là trò chơi, đây là trò chơi, cho dù là trăm phần trăm chân thực, cũng là trò chơi, một tia lý trí, để tần nhiên nghĩ đến chính mình thân ở hoàn cảnh. Hắn không phải thật sự gặp được thi thể, chỉ là tiến vào trò chơi phó bản bên trong mà thôi nhưng trước mắt chân thực trong mũi xuất hiện huyết tinh mùi hôi thối lại làm cho tần nhiên không thể không tìm kiếm càng thêm trực tiếp chứng cứ tới nói phục chính mình nhân vật tần nhiên nói như vậy từng tại cây tiền bên trong phòng làm việc làm việc vặt tần nhiên đối với một số hương nghĩ du hí khống chế cũng không xa lạ gì mà may mắn là một số trò chơi quy tắc là thông dụng địa hạ du hí cũng không ngoại lệ theo tần nhiên thanh âm đàm thoại vang lên, chỉ có hắn có thể thấy được thanh thuộc tính xuất hiện ở trước mắt. Thanh thuộc tính tổng cộng chia làm ba trang, tính danh. Tần nhiên tuổi tác, 17 tuổi, nam tính, huyết mạch, nhân loại xưng háo, không sinh mệnh, 100% thể lực. 100 tần nhiên liếc mắt qua tờ thứ nhất là cơ bản nhân vật trạng thái, mà trang thứ hai bắt đầu thì là nhân vật thuộc tính. Lực lượng, ép nhanh nhẹn, ép thể chất, ép tinh thần ép cộng cảm giác ép cộng trang thứ ba thì là kỹ năng trang bị ba lô cột bất quá bây giờ lại đều biểu hiện ra khoảng không kỹ năng không trang bị không ba lô khoảng không đánh giá từ đầu đến đuôi tân nhân một cái so pháo hôi cũng không bằng dù cho sau cùng đánh giá mang theo nồng đậm trêu tức nhưng tần nhiên lại là mặt mỉm cười bởi vì, hệ thống cột xuất hiện, không thể nghi ngờ tại chứng minh trước mắt hết thầy, cũng là trò chơi. Dù là trăm phần trăm chân thực. Hô, hô, tần nhiên liên tục hít sâu lấy, bài trừ lấy trước đó còn thừa hoảng sợ, để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Mà khi tần nhiên có đầy đủ tỉnh táo về sau, hắn vô ý thức nhìn về phía cỗ kia bị mở ngực mổ bụng thi thể thi thể, tại trong hiện thực là khiến người sợ hãi, thất kinh, nhưng là ở trong game, thi thể lại đại biểu cho một cái khác hàm nghĩa. Trò chơi tiền vàng cùng trang bị, tần nhiên đương nhiên sẽ không quên chính mình tiến vào địa hạ du hí, mục đích thu hoạch được đầy đủ tiền tài, trị liệu chính mình gen virus chứng. Cái này liền cần một cái tiền đề, ở trong game có đầy đủ thực lực chỉ có thực lực cường đại mới có thể thu hoạch càng nhiều trò chơi tiền vàng cùng đủ tốt trang bị các loại cũng chỉ có dựa vào lấy những trò chơi này tiền vàng cùng đủ tốt trang bị mới có thể đổi lấy trong hiện thực tiên tai mà trước mắt thuộc tính thấp kỹ năng trang bị ba lô đều rỗng tuếch liền đánh giá đều là pháo hôi không bằng hắn tự nhiên là không có đủ dạng này thực lực cho nên hắn cần thời gian đến để cho mình cường đại lên mà thời gian này cũng không nhiều lắm trong hiện thực chỉ có một năm về phần trong trò chơi tần nhiên hiện tại tạm thời vô pháp phán định nhưng căn cứ dĩ vãng hư nghĩ du hí thời gian gần đây nhìn cũng sẽ không so hiện thực thời gian dài quá nhiều bởi vậy hắn cần phải nắm chặt bất luận cái gì để cho mình cường đại lên thời cơ mà tại tần nhiên trước mặt liền có một cái cơ hội như vậy Cô nén trong lòng khó chịu tần nhiên chậm rãi đến gần trước mắt thi thể dù là biết trước mắt đều là trò chơi nhưng là trăm phần trăm chân thực lại làm cho tần nhiên cùng đang chuyển động một bộ chân thực thi thể không có cái gì hai loại riêng là loại kia huyết tinh ngưng kết sau tanh hôi càng làm cho tần nhiên liên tục buồn nôn thậm chí tần nhiên vô ý thức tránh né lấy cùng thi thể đục ngầu hai mắt tiếp xúc mà này mở ngực mổ bụng vết thương càng là nhìn cũng không nhìn liếc một chút chỉ là dùng hai tay tại thi thể trên thân không được tìm tòi tìm kiếm lấy một lát sau hơi nghiêng đầu tần nhiên hai mắt bỗng nhiên sáng lên sau đó mãnh liệt địa nhìn mình trái tay sờ soạng đến móc treo hơi dùng sức kéo một cái một cái ba lô liền bị tần nhiên từ trên thi thể kéo xuống tới cái này cái túi đeo lưng ẩn tàng rất tốt lại thêm thi thể tư thế ngồi nếu như không phải tần nhiên tinh tế lời nói chỉ bằng hai mắt quan sát rất khó phát hiện mà để đặt dạng này ẩn nấp tự nhiên nên hội có một ít đồ tốt. Vô ý thức tần nhiên hai mắt hơi có vẻ nóng rực nhìn trong tay ba lô. Ác ma lồng giam đồi phế long bối thứ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tần nhiên trong tay ba lô cũng không lớn. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không bị thi thể thân thể ngăn che cả cái túi đeo lưng chỉ có phổ thông túi sách lớn nhỏ, từ hai đầu khóa kéo, đem ba lô làm trước sau hai cái túi. Không kịp chờ đợi, tần nhiên kéo ra hai đầu khóa kéo. Nhưng là kết quả lại là để tần nhiên thất vọng. Ba cái đồ hộp, một bình nước lọc cùng một cái rách dưới vở, hoàn toàn không có tần nhiên trong dự đoán trò chơi tiền vàng cùng trang bị, bất quá, lập tức tần nhiên cũng liền thoải mái dù là thân ở hoàn toàn chân thật địa hạ du hí nhưng là một số trò chơi thông dụng quy tắc vẫn là tồn tại hắn hiện tại thân chỗ cái thứ nhất phó bản dựa theo bình thường trò chơi quy tắc cũng là tân thủ thôn mà muốn tại tân thủ thôn liền thu hoạch được cường đại trang bị hiển nhiên là không thể nào thở dài tần nhiên kiểm tra chính mình thu hoạch tên đồ hộp loại hình thực vật phẩm chất phổ thông thuộc tính trong vòng một phút bổ sung 25 điểm sinh mệnh cùng 50 thể lực đặc hiệu. Không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó có thể làm cho ngươi tránh cho nghèo đói, làm nóng hiệu quả về sau quả càng tốt hơn. Tên, nước lọc loại hình, thực vật phẩm chất, phổ thông thuộc tính, trong vòng một phút bổ sung 10 điểm sinh mệnh cùng 20 thể lực đặc hiệu. Không phải chăng có thể mang ra nên phó bản là ghi chú nó tác dụng xa so với nhìn nhiều khi tần nhiên ngón tay chạm đến đồ hộp nước lọc lúc dạng này tin tức cột liền trực tiếp xuất hiện tại tần nhiên trong tầm mắt cùng tần nhiên nhận biết không có gì khác nhau tiếp theo tần nhiên ánh mắt nhìn về phía này rách dưới vở khi tới tiếp xúc về sau trước mắt xuất hiện tin tức cột tên đeo quyển nhật ký loại hình thư tịch phẩm chất rách nát thuộc tính không đặc hiệu không phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Không ghi chú, không muốn hoài nghi, hắn cũng là tùy ý tìm tới một cái vở ghi chép hết thảy, ngươi có thể nếm thử duyệt. Tần nhiên vô ý thức lật ra trong tay rách dưới quyển nhật ký, phía trên chữ viết viết ngoáy, mà lại rất nhiều nơi đều bị vết bẩn chỗ nhiễm, căn bản không cách nào thấy rõ ràng. Bởi vậy, toàn bộ trong quyển nhật ký nội dung cũng là lũ ác ma lồng giam đồi phế long kỹ năng nghe chọn bộ tại mê audio com tại tần nhiên tụ lực nhất kích phía dưới dao găm đâm vào truy kích giả phần lưng chui vào non nửa máu tươi trong nháy mắt liền dọc theo vết thương chảy ra a à, truy kích giả hét thảm một tiếng thân thể bản năng hướng về phía trước tần nhiên thì là theo thật sát qua mà lại tay trái ấn nắm chắc lấy dao găm trên tay phải dùng lực hướng phía dưới ép qua bất quá dao găm lại là không có tiến lên mảy may không tốt kẹt tại xương cốt lên tần nhiên tâm một bẩm vô ý thức quất ra da dao găm phốc nóng rực máu tươi phun ra ngoài xối tại tần nhiên trên mặt che chắn lấy hắn hai mắt hai mắt tạm thời mất đi thấy vật năng lực tần nhiên tâm càng phát ra hoảng loạn lên chỉ có thể là nổi điên cuồng vũ động chủy thủ trong tay giờ phút này tại tần nhiên trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu không thể cho đối phương bất luận cái gì thở dốc thời cơ bằng không thì chết người cũng là hắn. tại dạng này suy nghĩ chống đỡ dưới tần nhiên chỉ thủ trong tay vung vẩy tốc độ cực nhanh. suy 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 lập tức một trận mũi khoan kim loại phá huyết nhục âm thanh vang lên. mà tại mấy lần múa dao găm về sau tần nhiên ngạc nhiên phát hiện mình rất rõ ràng nên như thế nào làm dùng chỉ thủ trong tay không phải là loại này mù quáng, vẻn vẹn vạch phá đối phương ra thịt múa. Mà hẳn là đâm, tránh đi cứng rắn cốt cách tầm tìm đối phương mềm mại bắp thịt đâm ra. Tần nhiên thân thể gần như bản năng làm như vậy lấy. Sau một khắc, hơi khôi phục thị lực tần nhiên cầm ngược dao găm, khuỷu tay dùng lực, dao găm liền như là là lắp đặt lò xo so đâm ra. Xùy, dao găm cắm ở truy kích giả ở ngực tận gốc chui vào nắm một thanh trù đao đang chuẩn bị phản kích truy kích giả không thể tin cúi đầu xuống nhìn lấy cắm ở ở ngực dao găm sau đó liền thẳng tắp ngã xuống đất đến chết vị này truy kích giả đều không có minh bạch một cái trước một khắc còn không có không có nguy hiểm ra hỏa làm sao lại lập tức trở nên dạng này chí mạng tần nhiên đồng dạng kinh ngạc hắn nhìn lấy ngã xuống đất chết đuổi bắt người gây mũi mùi máu tươi nhắc nhở lấy tần nhiên hắn đến tột cùng làm gì quẹ, đối mặt với hoàn toàn chân thật thi thể, đỏ tươi huyết dịch kích thích tần nhiên ánh mắt, vừa nghĩ tới đối phương mệnh tăng trong tay mình, tần nhiên trong bụng quay cuồng một hồi. Nhịn không được nôn mửa ra ngoài. Theo nôn mửa, tần nhiên toàn thân bất lực té quỵ dưới đất. Nước mắt chảy ngang ở giữa, lộ ra đến vô cùng chật vật. Nôn đủ sao? Thanh âm khàn khàn tại tần nhiên bên tai vang lên, khiến cho tần nhiên vô ý thức ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy một trương bị cho bụi, vết bẩn chỗ che lấp mặt mà vốn nên lóe sáng con mắt màu xám cũng mang theo một loại hờ hững cùng cảnh giác. "Ta, chiến lợi phẩm là ngươi, ta không sẽ cùng ngươi đoạt." Tần Nhiên muốn nói cái gì, nhưng là đối phương lại trực tiếp cắt ngang Tần Nhiên lời nói, đồng thời cả người tựa vào vách tường, hai mắt nhìn chăm chú lên Tần Nhiên, từng bước một dọc theo vách tường. Hướng ra phía ngoài chuyển qua, đối phương không tin hắn mà lại tràn đầy cảnh giác nhìn đối phương động tác tần nhiên tâm dâng lên minh ngộ mà phần này minh ngộ để tần nhiên không nói gì nữa hoặc là làm ra càng nhiều động tác hắn lo lắng đối phương hội hiểu lầm sau đó gây nên không tất yếu phiền phức lấy hắn giờ phút này toàn thân bất lực trạng thái tần nhiên không cho là mình có thể ứng phó phiền toái như vậy bởi vậy tần nhiên yên tĩnh đưa mắt nhìn đối phương rời đi thẳng đến đối phương thân ảnh hoàn toàn biến mất tần nhiên lúc này mới trong lòng thở phào lấy tay chống đất đứng lên tuy nhiên lãnh đạm nhưng còn tính là thiện lương người tần nhiên dạng này cảm thán tại mất đi trật tự về sau còn có thể không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dù cho đối với người lãnh đạm cảnh giác cũng hoàn toàn coi là thiện lương chỉ ít so với những đám côn đồ đó mạnh mấy lần cảm thán về sau, Tần Nhiên nhìn lấy hệ thống nhắc nhở. Lĩnh ngộ kỹ năng, vũ khí lạnh, dao găm cơ sở chính là kỹ năng này, để lúc trước hắn từ một cái dao găm sử dụng tay nghiệp dư, biến được đối dao găm vô cùng quen thuộc, đem đối thủ nhất kích mất mạng. Mà hiếu kỳ cùng kỹ năng xuất hiện, để Tần Nhiên lật qua lại chiến đấu ghi chép. Thứ kích, tạo thành đối thủ 15 sinh mệnh thương tổn. Huy khảm, tạo thành đối thủ 3 sinh mệnh thương tổn huy khảm, tạo thành đối thủ hai sinh mệnh thương tổn, đối thủ tiến vào vết thương nhẹ trạng thái. hữu hiệu công kích ba lần, lĩnh ngộ kỹ năng, vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở thứ kích. Yếu hại công kích tạo thành đối thủ 80 sinh mệnh thương tổn, 40 vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, x2, đối thủ tử vong. Đánh dấu, yếu hại công kích bằng thực tế thương tổn x2, hữu hiệu công kích 3 lần. Tần nhiên tự nói lấy, sau đó, rất nhanh lật đến thanh kỹ năng. Nguyên bản không có vật gì thanh kỹ năng thứ nhất nghiên cứu, xuất hiện một cái tên là vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, kỹ năng. Theo tần nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, chú thích cấp tốc xuất hiện tại chỉ có tần nhiên có thể nhìn thấy trên màn hình. Tên, vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, thuộc tính tương quan. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại công kích hiệu quả. Người biết sử dụng dao găm phương pháp để bạt 10% lực phá hoại tiêu hao. Thể lực điều kiện học tập. Lực lượng ép, nhanh nhẹn ép, thể chất ép ghi chú. Người chỉ là vừa mới thu hoạch được cơ sở, không muốn vọng tưởng thiết kim đoạn ngọc. Đề bạt 10% lực phá hoại. Tần nhiên nhìn lấy chú thích, vô ý thức so sánh trước đó hệ thống chiến đấu ghi chép. Tiếp theo, hắn nhanh chóng hướng đi truy kích giả thi thể, từ đối phương ở ngực bỗng nhiên rút ra tận gốc chui vào dao găm. Khi tay nắm giữ dao găm lúc, loại kia cảm giác quen thuộc trong nháy mắt từ tần nhiên tâm lần nữa dâng lên, vô ý thức tần nhiên lại một lần đem chỉ thủ trong tay hướng về phía trước đâm ra. phảng phất là diễn luyện nghìn lần, vạn lần. Siêu, sắc bén kim loại tiếng xé gió lập tức vang lên tốc độ cực nhanh, thủ trưởng không có chút nào run dày, chuẩn xác trúng đích tần nhiên giả tưởng bên trong, trước mặt địch nhân ở ngực. Toàn bộ quá trình, cùng lúc trước nhất kích mất mạng truy kích giả, không có chút nào khác biệt. Hoàn toàn được xưng tụng nhanh, chuẩn, hung ác. Đây chỉ là 10%. Mà lại, ba lần hữu hiệu công kích liền có thể đạt tới, tần nhiên không thể tin nỉ non. Hắn rất khó tưởng tượng 10% đề bạt lại có dạng này tranh lệch bởi vì, dạng này 10% đề bạt, theo tần nhiên đã hoàn toàn là lực lượng, tốc độ cùng kinh nghiệm phối hợp, không có năm này tháng nọ huấn luyện, là căn bản không có khả năng đạt tới. Mà hắn vẻn vẹn ba lần hữu hiệu công kích liền hoàn thành người khác cần phải năm này tháng nọ mới có thể hoàn thành huấn luyện. Không nói trước, tần nhiên không cho là mình có siêu việt người khác thiên phú, có thể được xưng là thiên tài. Tình huống trước mắt cho dù là thiên tài chân chính đều không thể làm đến a." À. Tần Nhiên lặng yên suy nghĩ. Sau đó, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thềm nhắc nhở Tần Nhiên nghĩ đến tiến vào lúc trò chơi nhắc nhở. Lập tức, hắn lật lên xem hệ thống ghi chép chủ tuyến nhiệm vụ. Sinh tồn 7 ngày, không bảy chi nhánh nhiệm vụ có thể chọn cứu trợ càng nhiều bình dân đến chiến tranh kết thúc, mỗi cứu trợ một cái bình dân có thể đề cao thông quan đánh giá, nhắc nhở. Tân thủ phó bản, đối với mỗi cái người chơi tới nói, đều là cơ hội khó được tại chủ tuyến, chi nhánh nhiệm vụ phía dưới, trò chơi nhắc nhở có thể thấy rõ ràng. Tần Nhiên ánh mắt tại cơ hội khó được bốn chữ bên trên dừng lại chốc lát, cuối cùng, thở dài một hơi địa hạ du hí tuy nhiên vô cùng chân thực nhưng là một số trò chơi quy tắc lại là không có thay đổi tuyệt đối sẽ không đem một cái tân nhân đặt ở cực kỳ nguy hiểm tình huống bên trong mà là một loại tiến hành theo chất lượng chỉ cần có thể nắm chắc thời cơ liền sẽ từng bước thu hoạch được ứng đối nguy cơ lực lượng tần nhiên thầm nghĩ bất quá rất nhanh tần nhiên lại trao mày hắn nghĩ tới nếu như trước đó hắn không phải cẩn thận kiểm tra cỗ thi thể kia thu hoạch được vũ khí lời nói như vậy hắn hội là bộ dáng gì vừa nghĩ tới khả năng xuất hiện kết quả tần nhiên trong lòng liền dâng lên nồng đậm nghĩ mà sợ không hổ là ở bên trong đo chỉ còn sống một phần mười người chơi địa hạ du hí chỉ sợ những người chơi đó bên trong có không ít đều là bởi vì đại ý như vậy không thích ứng mà vứt bỏ mạng nhỏ a à. tần nhiên vừa nghĩ một bên cúi đầu xuống kiểm tra trước mắt thi thể lấy cực kỳ nghiêm túc thái độ lúc trước lật xem chiến đấu ghi chép lúc thẳng đến đối phương tử vong tần nhiên đều không có phát hiện xp điểm kinh nghiệm loại hình tồn tại nhưng lại lại có kỹ năng mà lại còn bị đánh dấu cơ sở một từ hiển nhiên là có thể đề bạt đẳng cấp lại thêm trò chơi rất lợi hại trực tiếp nói thẳng, hắn tiến vào là một cái phó bản. Lấy Tần Nhiên đã từng trò chơi kinh nghiệm đến xem, hắn cũng sẽ không thu hoạch được trực tiếp XP giá trị, điểm kinh nghiệm loại hình, mà là tại đem trước mắt phó bản thông quan, về sau mới có thể thu hoạch được một cái đánh giá. Mà cái này đánh giá tốt xấu, đem trực tiếp ảnh hưởng đến hắn thu hoạch. Về phần như thế nào để cao đánh giá trừ bỏ trò chơi trực tiếp cho chi nhánh nhiệm vụ bên ngoài tự nhiên là dựa vào trong trò chơi biểu hiện mà dựa theo tần nhiên lý giải trong trò chơi biểu hiện không có gì hơn là giết quái vật thu hoạch được trang bị tiền vàng các loại đối với chi nhánh nhiệm vụ tần nhiên tạm thời không có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp nhưng là đối với giết quái vật thu hoạch được trang bị tiền vàng các loại tần nhiên lại là rất tinh tướng dù sao hắn trước đó không lâu mới một cỗ thi thể mà trước mắt còn có một bộ huống chi cái sau vẫn là hắn giết chết gây mũi mùi máu tươi vẫn như cũ gây mũi dù cho kinh lịch giết hại tần nhiên vẫn như cũ đối loại vị đạo này cảm thấy chán ghét bất quá lại là thích ứng một điểm chỉ ít tần nhiên không tiếp tục nôn mửa tâm cũng không có càng nhiều hoảng sợ kiện thứ nhất bị tần nhiên cầm lấy đồ vật tự nhiên là truy kích giả trong tay chù đao. Tên, chù đao loại hình, đao loại vũ khí phẩm chất, bị hao tổn lực công kích, yếu kém thuộc tính, không đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, bình thường là dùng đến thái thịt đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn chặt người. Tại tần nhiên cầm lấy chù đao trong nháy mắt đồ vật tường tình xuất hiện tại tần nhiên trước mắt dò xét một phen về sau, tần nhiên đem chù đao thả tại ba lô bên trong, tiếp tục lấy. Rất nhanh, tần nhiên liền lại có phát hiện. Ác ma lồng giam đồi phế long tiếng súng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Nửa hộp thuốc lá xuất hiện tại tần nhiên trong tay. Tên, thuốc lá loại hình, tạp vật phẩm chất, phổ thông thuộc tính, có nhỏ bé tỷ lệ miễn trừ hoảng sợ, lo nghĩ đặc hiệu không phải chăng có thể mang ra nên phó bản là ghi chú tại chính thức hoảng sợ lo nghĩ trước mặt nó lực bằng không cùng thuốc lá cùng lúc xuất hiện còn có một cái cái bật lửa thuộc tính cùng tần nhiên trước đó đạt được cái kia không có chút nào khác nhau loại hình tất cả thuộc về nạp tại tạp vật phẩm chất đều là bị hao tổn nhìn lấy thuốc lá trong tay tần nhiên tính cả mới được đến cái bật lửa cùng một chỗ trang tại chính mình trong túi áo trên tần nhiên cũng sẽ không hút thuốc một cái là bởi vì thân thể một cái khác làm theo là bởi vì tài lực gen virus trứng cùng tương đương với hai cơm canh giá trị một hộp thuốc lá nhất định tần nhiên đối rời xa bất quá ở trong game lời nói tần nhiên là không ngại đương nhiên hiện tại cũng không phải lúc Tần Nhiên cúi người, lại một lần nữa nghiêm túc trước mặt thi thể, xác định không có bất kỳ cái gì đáng giá mang theo đồ vật về sau, cái này mới đứng dậy rời đi. Màn đêm đã buông xuống, Tần Nhiên cũng không muốn muốn tại phòng ốc rõ ràng như vậy công trình kiến trúc bên trong chờ đợi thành quần kết đội đám côn đồ quang lâm. Hắn cần vì chính mình tìm tới một cái càng thêm ẩn nấp an toàn chỗ ẩn thân. Sau đó, lại tinh tế suy nghĩ, tiếp xuống nên làm cái gì? đi qua trống rỗng hành lang, đại sảnh, tần nhiên đứng tại thông hướng ngoài trời cửa phòng bên cạnh, hắn cẩn thận thò đầu ra, đánh giá phòng ốc ngoại tình cảnh. Đổ sụp kiến trúc, đầy mắt đá vụn, gạch ngói vụn. Phế tích, tần nhiên đánh giá như thế lấy. Lại xác nhận không có có người khác về sau, tần nhiên hóp lưng lại như mèo, đạp trên bước loạn trọng rời đi phòng ốc, đi vào một mặt đổ sụp dưới vách tường. Mặt này vách tường hẳn là mỗ tòa nhà phòng ốc thừa trọng tường. Nhìn chiều dài, ở chỗ này ít nhất là một tòa ba tầng phòng ốc mới đúng. Bất quá, hiện tại chỉ còn lại có cao hơn nửa người vách tường, cùng đá vụn tấm gạch cùng gỗ mục đầu. Tần nhiên thân thể núp ở vách tường trong bóng tối, ánh mắt quét mắt chung quanh dù là nơi này biến thành phế tích nhưng là dựa theo còn sót lại kiến trúc vị trí tạo hình phán đoán tần nhiên có thể kết luận nơi này ban đầu vốn phải là một cái khu dân cư hơn nữa còn là một cái người giàu có ở lại tiểu khu nhỏ như vậy trong vùng cống ngầm cống thoát nước loại hình công trình là tất nhiên tồn tại thậm chí sẽ có độc lập lòng đất không gian đối với tần nhiên tới nói tự nhiên là một tin tức tốt bởi vì ý vị này hắn không cần đối mặt càng nhiều người sống sót. Tại người sống sót tùy thời biến thành đám côn đồ điều kiện tiên quyết Tần Nhiên cho rằng càng ít cùng những người này tiếp xúc lại càng tốt. Tần Nhiên tiếp tục hóp lưng lại như mèo tiến lên. Hắn tìm kiếm lấy có thể tiến xuống dưới đất nắp giếng dạng này tìm kiếm, tốn hao Tần Nhiên ước chừng 30 phút thời gian. Mà tại cái này 30 phút thời gian bên trong, Tần Nhiên tìm tới hai cái nắp giếng nhưng rất lợi hại đáng tiếc là cái thứ nhất bị che giấu tại gạch đá phế tích dưới tần nhiên tuy nhiên có thể nhìn thấy nắp giếng bộ dáng nhưng là muốn mở ra nắp giếng chui vào bên trong lại là không thể nào bởi vì này không chỉ cần phải thanh lý phía trên đắp lên gạch đá còn chưa thể phát ra âm thanh một khi phát ra âm thanh lời nói tất nhiên sẽ dẫn tới hắn trong đêm tối đi ra tìm kiếm người sống sót đám côn đồ chỉ ít tần nhiên nhìn thấy hai cái cầm trong tay vũ khí người, ở chung quanh bồi hồi. Đối phương cũng không nhìn thấy tần nhiên, mà tần nhiên cũng không có ý định một đối hai. Cho nên, tần nhiên rất cẩn thận ẩn giấu đi, tại đối phương sau khi rời đi, lúc này mới tiếp tục tìm kiếm đi tới. Dạng này tìm kiếm tiến lên, để tần nhiên phát hiện thứ hai chỗ thông hướng lòng đất nắp giếng. Nhưng là cùng chỗ thứ nhất nắp giếng tao ngộ phiền phức một dạng trước mắt cũng xuất hiện phiền phức. Thậm chí, muốn so trước đó chỗ thứ nhất nắp giếng nơi đó gặp được phiền phức lớn hơn. Tại tần nhiên trong tầm mắt, hai người chia làm khoảng chừng rằng co lấy. Một người trong tay cầm gậy gỗ, một người khác trong tay thì là nắm chặt một nửa còn ngay tiếp theo thủy nê khối cốt thép một dạng. Mà tại giữa hai người vị trí, thì là tần nhiên tìm kiếm lấy thông hướng lòng đất nắp giếng tần nhiên xuất hiện cũng không có gây nên hai cái rằng con người chú ý ác ma lồng giam đồi phế long đánh lén nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com nhìn lấy lao ra đối phương tần nhiên sửng sốt tại đối phương đưa ra một người hấp dẫn chú ý lực một người công kích lúc tần nhiên vô ý thức cho rằng đối phương sẽ để cho hắn qua hấp dẫn hai cái cầm thương đám côn đồ chú ý lực nhưng là để tần nhiên không nghĩ tới là đối phương vậy mà hội xung phong nhận việc qua gánh chịu càng thêm cỗ có phong hiểm này bộ phận ha ha có ngoài ý muốn phát hiện vị nữ sĩ kia tiếng thét chói tay cùng cầm thương đám côn đồ tiếng cười để tần nhiên cấp tốc tỉnh táo lại trong lòng dây để tần nhiên không có lựa chọn thừa cơ đào tẩu càng thêm sẽ không buông tha cho cơ hội này tần nhiên nắm chặt chỉ thủ trong tay bỗng nhiên nhảy lên ra ngoài hai bóng người, lập tức xuất hiện tại tần nhiên trong tầm mắt. Đối phương một trước một sau tiến lên, bên trong phía trước một cái, đã hoàn toàn bị vị nữ sĩ kia tiếng thét chói tai hấp dẫn, mà phía sau một cái lại là cảnh giác xem xét bốn phía. Khi tần nhiên nhảy lên đi ra thời điểm, đằng sau một cái nhất thời liền phát hiện tần nhiên, đồng thời lập tức giơ súng, liền muốn xạ kích. Không tốt, nhìn lấy giơ súng đối phương, tần nhiên tâm chấn động. Tần nhiên rất rõ ràng chính mình không có đủ tránh tránh đạn năng lực mà đối phương cách hắn còn có xa 3 mét. Khoảng cách như vậy làm theo để tần nhiên không có khả năng tại đối phương trước khi nổ súng ngăn cản đối phương. Hẳn phải chết cục diện. Tần nhiên thậm chí nghe đến tử vong khí tức. Băng lãnh lại làm cho người run rẩy. Nhưng tần nhiên càng nhiều lại là tại thân thể mình bên trong cảm nhận được một tia nóng rực đó là đối mặt tử vong lúc không cam tâm, cầu sinh chi tâm. Chính là bởi vì cái này một tiên nóng rực, để tần nhiên tại trong thế giới hiện thực không sờn lòng vì chính mình đụng lấy tiền chữa bệnh dùng, mà không phải nản lòng thoái chí từ bỏ. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không tại lúc này từ bỏ. Tần nhiên thân thể không có dừng lại, trợn to hai mắt, nhìn trước mắt hai cái cầm thương đám côn đồ tâm phi tốc chuyển động, hắn muốn vì chính mình tìm kiếm được một đường sinh cơ. Mà cầm thương đám côn đồ, thì là cười rộ lên. Trong tươi cười, tràn đầy khinh miệt cùng mỉa mai. Đối với loại này vùng vẫy dẫy chết ra hỏa, hắn gặp qua thật sự là quá nhiều, mà hắn càng là thân thủ kết quả bảy cái, vẫn là tám cái dạng này ra hỏa. Nhân số có chút mơ hồ, hắn có chút không nhớ rõ bất quá, không sao, tăng thêm trước mắt ra hỏa, liền xem như thứ chín tốt. Cầm thương đám côn đồ lè lưỡi, mang theo hưng phấn liếm môi, liền muốn bóp cò súng. Nhưng là, ở thời điểm này, phi tốc tiến lên tần nhiên, lại là bỗng nhiên phía bên phải vượt một bước dài. Cầm thương đám côn đồ họng súng ý thức đi theo mà động. Nhưng hắn nhìn thấy lại là mình đồng bạn cái ót. Nhất thời, cầm thương đám côn đồ cũng là sững sờ. Ngay tại lúc này, phi tốc tiến lên tần nhiên làm theo bộc phát ra càng nhanh chóng hơn độ, thân thể hơi cong, hung hăng đâm vào cái thứ nhất bị hấp dẫn chú ý lực cầm thương đám côn đồ trên thân. Chỉ thủ trong tay như là con thoi, tránh đi đối phương xương sườn, phi tốc đâm vào đối phương trái tim. Thứ kích, yếu hại công kích tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, x2, đối thủ tử vong. Phóc, theo dao găm rút ra, máu tươi bỗng nhiên phun ra. Cảm giác nóng rực cảm giác lại một lần nữa xuất hiện tại tần nhiên trên mặt bất quá, cũng có trước giáo huấn, tần nhiên tại rút ra dao găm thời điểm, liền nheo cặp mắt lại. Tần nhiên động tác cũng không có bởi vì trước mắt địch nhân tử vong mà dừng lại. Bởi vì tần nhiên rất rõ ràng, hắn địch nhân chân chính là đối phương sau lưng ra hòa. Uống nha! Một tiếng quát lớn bên trong, tần nhiên dùng hết lực khí toàn thân, bắt dựa vào lấy trước mắt thi thể, đem xem như thuẫn bài, hướng về còn thừa địch nhân đánh tới. ầm, ngột ngạt tiếng và đập bên trong, tần nhiên, bị xem như thuẫn bài thi thể cùng còn thừa cầm thương đám côn đồ đều té lăn trên đất. Bị xem như thuẫn bài thi thể đặt ở còn thừa cầm thương đám côn đồ trên thân, mà tần nhiên thì là lăn xuống ở một bên. Làn rơi xuống đất tần nhiên cấp tốc bò lên liền hướng về chính mình địch nhân đánh tới mà cầm thương đám côn đồ làm theo cảm nhận được nguy hiểm buông xuống mãnh liệt rằng co có thể ép ở trên người hắn thi thể trọng lượng hiển nhiên vượt qua hắn đoán trước thi thể còn không có hoàn toàn đẩy ra tần nhiên liền đã bổ nhào vào trước mặt hắn đối với địch nhân tần nhiên không có chút nào lưu tình hắn trực tiếp đặt ở trên thi thể để cầm thương đám côn đồ càng thêm khó mà tránh thoát mà chỉ thủ trong tay thì là đâm về đối phương cầm thương tay phải súng ống cầm thương đám côn đồ lớn nhất ỉ lại cũng là tần nhiên kiêng kỵ nhất chỗ suy kim loại phong nhận đem đối phương cổ tay đâm cái xuyên thấu a à, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cầm thương đám côn đồ cầm thương thủ trưởng bỗng nhiên mở ra, súng lục bị vứt qua một bên, mà tần nhiên cũng không có dừng lại. Chỉ thủ trong tay của hắn bỗng nhiên vừa nhấc thẳng tắp đâm về đối phương lại vừa muốn hại. Cổ, so với bị thi thể che chắn lấy, ngực, trước yếu hại, cổ đối phương thì là ở trong mắt tần nhiên có thể thấy rõ ràng. Phóc. Giao găm xuyên qua đối phương cổ họng, khiến cho đối phương tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Va chạm, tạo thành đối thủ hai sinh mệnh thương tổn, đối thủ lâm vào trạng thái hôn mê một giây. Thứ kích, tạo thành đối thủ 12 sinh mệnh thương tổn, đối thủ lâm vào tay phải tàn phế trạng thái. Thứ kích, yếu hại công kích tạo thành đối thủ 86 sinh mệnh thương tổn, 43 vũ khí lạnh, giao găm, cơ sở, x2, đối thủ tử vong theo chiến đấu ghi chép nhắc nhở tần nhiên bỗng nhiên khô tàn trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Tuy nhiên vẻn vẹn không đến 5 giây chiến đấu, nhưng là đối với tần nhiên tới nói, lại là tiêu hao rất lớn tinh thần cùng thể lực. Từ lợi dụng hai cái cầm thương đám côn đồ chỗ đứng tránh thoát bắt đầu, lại đến về sau tiến hành công kích, mỗi một lần tần nhiên đều là đem hết toàn lực, đến mức lúc này khi hai cái cầm thương đám côn đồ bị xử lý về sau, tần nhiên trong mắt đều là sao vàng bay loạn, lập tức trước mắt cũng là từng đợt biến thành màu đen. Mà cảm giác hôn mê cảm giác càng làm cho tần nhiên không thể không nửa nằm dạp trên mặt đất. Dù là mùi máu tê gây mũi, tần nhiên cũng không muốn động đậy một chút. Mà lại, hắn tựa hồ, bắt đầu thói quen mùi máu tươi. Đáng sợ thói quen, tần nhiên tự giễu cười một tiếng tại ngươi không chết thì là ta vong điều kiện tiên quyết tần nhiên không có lựa chọn khác. Mang theo tự diễu nụ cười, tần nhiên nhìn về phía thanh thuộc tính. Thể lực, 20 ban đầu vốn phải là 100 thể lực cột, giờ phút này đã chỉ còn lại có 20. Bất quá, theo tần nhiên hô hấp, thể lực đang lấy mỗi giây cộng một cộng hai tốc độ khôi phục. Cho nên, khi mười mấy giây đồng hồ về sau, tần nhưng đã có thể đứng lên lần nữa hắn nhanh chóng đem trước mắt hai bộ thi thể bên trên chiến lợi phẩm vơ vét không còn gì. Tên, M1905 loại hình, súng ống phẩm chất, bị hao tổn lực công kích, đồng dạng hộp đạn dung lượng, bảy phát thuộc tính, không đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú. Đây là một chi thiếu khuyết bảo dưỡng 11mm đường kính súng lục cẩn thận tạm ngừng. Tên Viên đạn thuộc loại đạn dược phẩm chất, đồng dạng thuộc tính, không đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Là ghi chú, đường kính vì 11 mm viên đạn làm súng lục viên đạn tới nói, nó 10 phần hữu hiệu. Hai thanh M1905 thức súng lục cùng 6 mai viên đạn là tần nhiên lớn nhất đại thu hoạch, trừ cái đó ra liền không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý thu hoạch đem M1905 thức súng lục nắm trong tay, tần nhiên cảm giác an toàn lại nhiều một phần. Hắn ánh mắt nhìn về phía sau lưng. An toàn, tần nhiên hướng về phía sau lưng cách đó không xa vị nữ sĩ kia ra hiệu đường bất quá, vị nữ sĩ kia cũng không có lập tức đi lên trước. Cái này tại trong chiến loạn vượt qua 4 tháng nữ sĩ, không chỉ có cảnh giác mà lại thông minh trước đó đối phương chủ động gánh chịu hấp dẫn chú ý lực nhiệm vụ trừ bỏ đối phương nói tới những lý do kia bên ngoài càng nhiều thì hơn là đối phương biết một khi để tần nhiên qua gánh chịu hấp dẫn chú ý lực lời nói bọn họ vốn cũng không kiên cố liên minh hội trong nháy mắt vỡ vụn sau đó bị cầm thương đám côn đồ từng cái đánh bại giờ phút này tần nhiên cũng nghĩ rõ ràng bên trong nguyên do cho nên tần nhiên càng phát ra muốn cùng đối phương giao lưu cùng hợp tác cùng người thông minh hợp tác luôn luôn để cho người ta vui sướng đương nhiên người nhất định phải biểu hiện ra thành ý người nhìn chúng ta trong lúc vô tình gặp nhau hai lần hơn nữa còn phối hợp hai lần ta cho là chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau xuống dưới ở nơi đáng chết này thời kỳ đối mặt với đối phương do dự, cảnh giác, tần nhiên lập tức đem hai thanh súng lục đeo ở hông, cao dơ hai tay lên nói. Tần nhiên động tác biểu hiện ra tuyệt đối thiện ý, mà tần nhiên lời nói làm theo hơi đả động đối phương. Vài giây đồng hồ về sau, vị nữ sĩ kia đi tới. Trước đó ta xuất lực, ta có quyền lực được chia một số chiến lợi phẩm, đối phương nói như vậy. Đương nhiên, tần nhiên rất lợi hại tán thành gật gật đầu. Trước đó chiến đấu, đối phương có thể nói là quyết công đến vĩ, nếu như không có đối phương hấp dẫn bên trong một cái cầm thương đám côn đồ chú ý lực lời nói, dù cho Tần Nhiên lại thế nào làm, đều không thể đào thoát hai người xạ kích. Bởi vậy, Tần Nhiên cũng không ngại, đối phương được chia một phần chiến lợi phẩm. Cho nên, sau một khắc, Tần Nhiên liền chuẩn bị đem bên hông một thanh M1905 thức súng lục giao cho đối phương. Bất quá vượt quá tần nhiên đoán trước là đối phương tại hắn sau khi gật đầu vậy mà quay người hướng về nơi xa thi thể không đầu chạy tới tần nhiên sững sờ lập tức kịp phản ứng trước đó song phương rằng có tuyệt đối không đơn thuần là bởi vì ngẫu nhiên gặp nhau tất nhiên là bởi vì vì một kiện hoặc một ít gì đó ác ma lồng giam đồi phế long nghỉ ngơi nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com tần nhiên tạm thời xác nhận an toàn bất quá vị nữ sĩ kia vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí lắng nghe quan sát một lát thẳng đến xác nhận thật không có người đuổi theo lúc lúc này mới tiếp tục hành động đuổi theo vị nữ sĩ kia nói ra tần nhiên lập tức đi lên theo vị nữ sĩ kia xâm nhập đến phế tích bên trong khi hoặc vượt hoặc chui qua vài gốc cản đường xà ngang, đồng thời, vòng qua số trồng chất gạch ngói vụn về sau, một cái chất gỗ tấm ngăn. Tại vị nữ sĩ kia đem trước mắt đất cát dùng bàn tay đẩy qua một bên sau lộ ra. Lặng yên không một tiếng động, vị nữ sĩ kia nâng lên tấm ngăn, một đầu hướng xuống thang lầu xuất hiện tại tần nhiên trước mặt. Tiến đến, vị nữ sĩ kia nghiêng người sang, ra hiệu tần nhiên tiến vào tần nhiên không do dự đi vào bên trong mượn một tia ánh sáng nhạt tần nhưng đã thấy rõ ràng phía dưới bộ dáng nơi này ban đầu vốn phải là một gian phòng chứa đồ có mộc đầu giá đỡ cùng một số công cụ trừ cái đó ra liền không có người khác bởi vậy cũng không tồn tại mai phục loại hình sự tình đi vào phòng chứa đồ tần nhiên đứng tại thang lầu một góc lẳng lặng chờ đợi vị nữ sĩ kia đi xuống về sau nhẹ giọng làm lấy tự giới thiệu người tốt ta gọi tần nhiên kha lâm người là binh lính đối phương hỏi như vậy ánh mắt bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng chưa từng biến mất cảnh giác hiển nhiên trước đó tần nhiên đối giao găm sử dụng làm cho đối phương ký ức vẫn còn mới mẻ không phải chỉ là bình thường ưa thích cách đấu thuật sau đó tại chiến tranh đáng chết này bên trong bị ứng dụng đến thực chiến mà lại ta không có ác ý từ đầu đến giờ đều không có ngươi hẳn là minh bạch nếu như ta muốn muốn gây bất lợi cho ngươi lời nói xa không cần phiền toái như vậy tần nhiên chú ý tới đối phương ánh mắt cẩn thận nói chính mình bố trí thân phận đồng thời trịnh trọng giải thích binh lính trong chiến tranh cũng không phải cái gì tốt thân phận theo địch nhân đó là tất sát mà theo bình dân đồng dạng nên giết bất luận là phe mình vẫn là địch nhân bình dân chiến tranh độc hại khiến mọi người thói hư tật xấu bạo phát đi ra đặc biệt là khi một phương có được ưu thế tuyệt đối thời điểm tần nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trước mắt nữ sĩ trong bốn tháng này mắt thấy binh lính thế nào hung ác dù sao tại phó bản nhiệm vụ trong bối cảnh thế nhưng là đề cập tới phản quân dạng này chữ cho nên tần nhiên có thể sẽ không thừa nhận cái gọi là binh lính thân phận không thể nghi ngờ tần nhiên nói như vậy pháp là vô cùng chính xác cũng có lẽ là tần nhiên giải thích có tác dụng tại tần nhiên thoại âm rơi xuống về sau vị nữ sĩ kia trong mắt cảnh giác lập tức tiêu tán không ít thật xin lỗi ta không nên hỏi như vậy nhưng là người biết ta từng đụng phải không ít phản quân kẻ đào ngũ bọn họ có một ít coi như hiền lành mà đổi thành bên ngoài một số nói đến đây kha lâm nhíu nhíu mày không biết nên làm sao miêu tả người luôn luôn có tốt có xấu tần nhiên tiếp lời nói lời nói như thế không tính là an ủi càng thêm không gọi được là đánh giá loại hình chỉ là tại dạng này một cái hỏng cảnh bên trong coi như thỏa đáng lời nói Chính là bởi vì dạng này thỏa đáng lời nói, để Kha Lâm tạm thời tán thành Tần Nhiên. Làm người trợ giúp ta báo đáp, ta có thể thu lưu ngươi một ngày, đến ngày mai trước khi trời tối, ngươi cần muốn rời khỏi, Kha Lâm nói như vậy. Vô cùng cảm kích Tần Nhiên đáp trả. Tuy nhiên Tần Nhiên muốn còn muốn hỏi càng nhiều tin tức, nhưng bây giờ liền hỏi ra lời nói, tự nhiên là không thích hợp. Cứ việc chỉ là một cái trò chơi nhưng vô cùng chân thực hết thảy, đều bị tần nhiên minh bạch nếu như hắn làm ra cái gì không phù hợp trò chơi hoàn cảnh cử chỉ, hành vi lời nói, như vậy. Tất nhiên sẽ phát sinh liên tiếp phản ứng dây chuyền Có thể là tốt, cũng có thể là là xấu. Mà dựa theo tần nhiên kinh nghiệm đến xem, cái sau chiếm hữu cực lớn tỷ lệ chỉ ít, hắn vô pháp giải thích, hắn, một cái kinh lịch bốn tháng chiến tranh gia hỏa, làm sao lại chưa quen thuộc trước mắt tòa thành thị này. Thậm chí, tần nhiên có thể tưởng tượng, nếu như hắn hướng Kha Lâm hỏi ra một số không phù hợp hắn vấn đề thân phận, đối phương thái độ chuyển biến. Rất có thể, liền trước mắt có thể đợi một ngày dung thân chỗ đều muốn mất đi bởi vậy khi tần nhiên nhìn thấy kha lâm đi đến phòng chứa đồ một góc co quắp tại nơi đó không nói thêm gì nữa về sau hắn cũng đi đến một bên khác dựa vào vách tường ngồi xuống đem hai mắt hơi hơi nheo lại khi hai mắt hơi hơi nheo lại thời điểm hắc ám che chắn tần nhiên ánh mắt theo hô hấp khôi phục thể lực để hắn không có cảm giác được trên thân thể mệt nhọc nhưng là trên tinh thần mệt nhọc lại làm cho tần nhiên một cũng không muốn nhúc nhích trong đầu hiển hiện máu tươi tử vong trùng kích tại thời khắc này hoàn toàn khiến tần nhiên tâm thần đều mệt chỉ chốc lát sau tần nhiên liền hoàn toàn ngủ mất khi bên tai truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm lúc tần nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hắn vừa mở mắt liền thấy kha lâm đang đối diện trong góc ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn bánh bích quy mà từ một bên mở ra bối nang đến xem cái này bánh bích quy là đến từ tối hôm qua thu hoạch khi phát hiện tần nhiên lúc gặp lại đợi kha lâm thân thể cứng đờ thực vật tại trong chiến loạn có không phải bình thường giá trị ác ma lồng giam đồi phế long thứ hai kỹ năng nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com xem ra ta chọc đại phiền toái a à, tần nhiên ra vẻ nhẹ nhõm nói ra chỉ là trong lời nói làm theo mang theo một tia thăm dò thiếu niên mưu sinh kinh lịch đã sớm để tần nhiên tạo thành sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào thói quen. Riêng là tại đối mặt sinh từ thời điểm. Không phải ngươi chọc đại phiền toái, mà là chúng ta. Đêm qua, ở nơi đó thế nhưng là có không ít gia hòa. Ác ma lồng giam đồi phế long màn đêm. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com trái phải hai bên thân thể lực cơ hồ không có tiêu hao, trước sau lan lộn thì là tiêu hao 5 thể lực mà một tay lật nghiêng, mỗi một cái đều sẽ tiêu hao 10 thể lực. Tần nhiên tâm lẩm bẩm ánh mắt lần nữa nhìn về phía thanh kỹ năng bên trong hai cái kỹ năng. Tiêu hao, thể lực đều không ngoại lệ, phía trên đánh dấu tiêu hao đều là thể lực, lại đều không có nói rõ tiêu hao thể lực giá trị đều là bao nhiêu không có đánh dấu tiêu hao bao nhiêu thể lực giá trị là bởi vì động tác biên độ lớn nhỏ hội tiêu hao khác biệt thể lực giá trị nhớ lại trước đó chiến đấu còn có vừa mới động tác tần nhiên rất dễ dàng đạt được cái kết luận này tiếp theo tần nhiên lật xem hệ thống các loại ghi chép tin tức phía trên cũng không có bất kỳ cái gì thể lực giá trị tiêu hao tin tức nhưng là thể lực giá trị tiêu hao lại là chân thật tồn tại liền như là trạng thái đặc thù nghèo đói ẩn tàng tin tức vẫn là tần nhiên khẽ cao mày suy đoán hắn không chỉ một lần tiếp xúc qua cùng loại trò chơi loại này ẩn tàng tin tức cũng nhìn thấy qua mà không có gì hơn là căn bản vô dụng cùng có tác dụng cực lớn trước mắt địa hạ du hí tần nhiên rất tự nhiên khuynh hướng cái sau chỉ là trước mắt mà khi tin tức quá ít hắn căn bản là không có cách tìm tới bên trong điểm mấu chốt cái này khiến tần nhiên cấp tốc tập trung ý chí. Nhất định không có kết quả suy nghĩ, tần nhiên là tuyệt đối sẽ không ở phía trên tiêu hao tinh lực. Tần nhiên ngươi có thể dạy ta cách đấu thuật sao? Khi tần nhiên lấy lại tinh thần lúc liền nghe đến Kha Lâm hỏi như vậy. Không có vấn đề, tần nhiên không có lý do cự tuyệt, hắn gật gật đầu, sau đó nói cách đấu thuật rất nhiều, bất quá ta chỉ quen thuộc giao găm phương thức chiến đấu, đối với cách đấu thuật tần nhiên biết rất nhiều. Nhưng là, loại kia biết, cũng chính là mọi người biết một số chỉ tốt ở bề ngoài tri thức thôi, muốn muốn xuất ra đến dạy người, này là căn bản không có khả năng. Trừ kỹ năng vũ khí lạnh, giao găm, cơ sở tại tập được kỹ năng vũ khí lạnh giao găm cơ sở về sau tần nhiên không chỉ gần như là chơi mấy năm giao găm lão thủ trong đầu càng là nhiều rất nhiều tới tương quan chi thức dạy người lời nói dư sai đó chính là ta muốn kha lâm thì là cười rộ lên hiển nhiên hài lòng tần nhiên dạy nàng giao găm cách đấu thuật dù sao hôm qua tần nhiên sử dụng dao găm lúc tư thế chiến đấu nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy không chỉ có tốc độ nhanh mà lại ngoan lệ hoàn toàn có thể nói là nhất kích mất mạng đối với thân ở chiến loạn trong hoàn cảnh kha lâm rõ ràng nàng nắm giữ dạng này dao găm cách đấu thuật chỗ tốt tiếp theo tần nhiên liền một bên giảng giải một bên làm mẫu đứng lên hệ thống cũng chưa từng xuất hiện tần nhiên truyền thụ người khác kỹ năng nhắc nhở Hiển nhiên, tần nhiên chỉ là có thể hướng người khác học tập mà không thể với giáo sư. Có thể là trò chơi bản thân hạn chế. Cũng có thể là kỹ năng đẳng cấp quá thấp duyên cớ. Tần nhiên tâm dạng này suy đoán. Dạng này giáo sư từ buổi sáng bắt đầu, mãi cho đến buổi chiều mới thôi. Tiếp theo, cũng là nghỉ ngơi. Vì ứng phó ban đêm tất nhiên sẽ xuất hiện chiến đấu, hai người đều tận lực duy trì thể lực xem ra ta cũng không có quá tốt thiên phú. Dừng lại một cái, Kha Lâm liền đem dao găm trả lại cho Tần Nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu. Người làm rất không tệ, Tần Nhiên nói như vậy. Đó cũng không phải Tần Nhiên an ủi, mà là chân tâm thực ý lời nói. Bất quá, Kha Lâm lại đem cái này xem như an ủi. Cùng ngươi so sánh, ta đơn giản giống như là ngốc nhất người kha lâm thở dài bất quá lập tức vị nữ sĩ này liền biểu hiện ra tại trong chiến loạn sinh tồn bốn tháng kiên cường nàng nói ra yên tâm đi ban đêm chiến đấu ta sẽ không cản trở ta tin tưởng tần nhiên mỉm cười gật gật đầu mặc dù là nghỉ ngơi nhưng hai người cũng không phải cái gì đều không làm tần nhiên cùng kha lâm hoàn thiện lấy kế hoạch riêng là kha lâm lấy ngón tay trên mặt đất vẽ lên tới chỉ chốc lát sau, một chương biệt thự hoa viên khu giản đồ liền xuất hiện tại tần nhiên trước mắt. Nơi này là hoa viên khu biệt thự đại lộ, chừng rộng 7-8 mét, tầm mắt cũng rất rộng rãi, chúng ta tuyệt đối không thể ở chỗ này triển khai chiến đấu, một khi bị vây quanh lời nói, liền xong đời. Tốt nhất vị trí chiến đấu, hẳn là những này biệt thự phế tích chung quanh, không chỉ có lấy tầm mắt che chắn, mà lại đầy đất gạch ngói vụn, mộc đầu cùng không có sụp đổ vách tường đủ để cho bọn họ nhân số ưu thế trở nên không có bất kỳ cái gì tác dụng chỉ trên mặt đất giản đồ kha lâm thật sự nói lấy vậy chúng ta liền đem chiến đấu để ở chỗ này tần nhiên gật đầu một cái đối với chưa quen cuộc sống nơi đây tần nhiên tới nói kha lâm cái này người sống sót đề nghị tự nhiên là cần nghe riêng là tại liên quan tới địa hình phương diện trừ những địa phương này ta còn hẳn là chú ý chỗ nào tần nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tìm hiểu chung quanh tin tức thời cơ nơi này chiếm cứ mặt khác một đám đám côn đồ còn có nơi này kha lâm nhất chỉ mặt đất giản đồ nhắc nhở lấy tần nhiên mà tại một hỏi một đáp ở giữa sắc trời dần dần đêm đen tới sài lang húc là ngốc thứ trợ thủ đắc lực đắc lực nhất thủ hạ giờ phút này húc chính mang theo sáu thủ hạ hành tàu tại hoa viên khu biệt thự bên trong mỗi người trong tay đều có súng ống lại người mặc áo chống đạn sáu thủ hạ nhìn chung quanh ở giữa húc biểu lộ tràn ngập phẫn nộ lại có người dám khiêu chiến đại danh đỉnh đỉnh ngốc thứ phải biết làm ngốc thứ thủ hạ đắc lực ngốc thứ uy danh bên trong húc có thể là có vô pháp xóa đi công lao húc bản thân đối với cái này cảm thấy tự hào đắc ý riêng là khi thu hoạch được thực tế lợi ích về sau càng là như vậy tại nhà khác băng nhẫn cơ chịu đói thời điểm hắn lại có thể ăn uống no đủ cầm trong tay vũ khí tùy ý xử lý bất luận cái gì không vừa mắt người cái này theo húc cũng là hoàn mỹ sinh hoạt bất luận kẻ nào dám can đảm phá hư dạng này sinh hoạt cũng là hắn tử địch cho nên tại tiếp vào mấy cái không quan hệ quan trọng ra hỏa mật báo lại xác nhận hai người thủ hạ sau khi chết húc tự mình hướng ngốc thứ yêu cầu hắn muốn tự tay xử lý đôi cầu nam nữ kia bọn họ nên tại vùng này cho ta tinh tế nhớ kỹ mỗi người không muốn cách quá xa trong tay bọn họ có hai cây súng càng thêm không muốn bởi vì có một nữ nhân mà buông lỏng cảnh giác húc cao giọng hô biết húc đầu lĩnh sáu thủ hạ ồn ào xác nhận sau đó hướng về phế tích bên trong đi đến bất quá mỗi người thần sắc lại đều mang từng tia từng tiêm miệt thị có súng giới thì thế nào dựa theo ngốc thứ quy củ mỗi người rời đi xào huyệt thời điểm đều chỉ làm cho bốn phát từ đệ lục đường lớn đến nơi đây bọn họ chết đi hai người đồng bạn tất nhiên sẽ nổ súng lãng phí hết bên trong một lượng phát bởi vì chính bọn hắn cũng thường thường làm như vậy mỗi lần nổ súng về sau thưởng thức những người sống sót đó đám côn đồ môn chạy trốn bộ dáng là bọn họ tại bốn tháng đến hình thành vì số không nhiều yêu thích một trong tại dạng này điều kiện tiên quyết lại qua đối mặt với đôi cầu nam nữ kia viên đạn tất nhiên lại hội tiêu hao một số bởi vậy coi như đôi cầu nam nữ kia đạt được hai đem khẩu súng thì thế nào cận tồn ba bốn phát đối phương làm sao lại đối bọn hắn có uy hiếp phải biết lần này thủ hạ tử vong thế nhưng là để ngốc thứ lão đại lên cơn giận dữ vì thế không chỉ có phái ra mấy lần cùng đối phương nhân số càng là bị cho sung túc viên đạn cùng áo chống đạn sờ lấy trên thân áo chống đạn mỗi cái ngốc thứ thuộc hạ đều là lòng tin tràn đầy Sở cảnh sát áo chống đạn mặc dù không cách nào ứng đối M16, nhưng là ứng đối M1905 dạng này đường kính súng lục tới nói, lại là đầy đủ. Không chỉ có sáu thủ hạ là nghĩ như vậy, dẫn đội, xài lang, hút đồng dạng là nghĩ như vậy. Nắm tay chúng đạn giới, theo sát tại sáu thủ hạ sau lưng hút ánh mắt quét mắt trước mắt hết thảy. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thu thập đôi cầu nam nữ kia đồng dạng không kịp chờ đợi còn có tần nhiên giấu ở một đống phế tích bên trong tần nhiên từ sài lang húp một nhóm người xuất hiện thời điểm liền phát hiện đối phương trên thực tế đối phương nhanh chóng tìm tới hắn đại khái chỗ ẩn thân đối với tần nhiên tới nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa buổi tối hôm qua tuy nhiên vứt bỏ những truy tung giả đó nhưng là theo tới sau cùng mấy cái truy tung giả muốn đánh giá ra hắn cùng kha lâm tiến lên phương hướng vẫn như cũ cũng không khó khăn nói đơn giản hết thảy đều trong dự liệu mà bây giờ muốn làm cũng là lẳng lặng chờ đợi chờ đợi đối phương tới gần sau đó cho nhất kích trí mệnh đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình cần cực lớn kiên nhẫn cùng tương đương kỹ xảo may mắn là tần nhiên trời sinh liền có lương thật kiên nhẫn, mà kỹ năng vũ khí lạnh giao găm cơ sở làm theo để tần nhiên thu hoạch được tương đương kỹ xảo. cả hai tăng theo cấp số cộng để nguyên bản buồn ngủ chuyện khó trở nên dễ dàng đứng lên. riêng là khi đối phương tràn đầy khinh miệt thời điểm càng làm cho tần nhiên trở nên dễ như trở bàn tay. bảy cái đám côn đồ xếp thành một hàng cách xa nhau một khoảng cách bắt đầu chia đầu mà trước mắt cái này từ tần nhiên trước mặt đi qua cầm thương đám côn đồ là lớn nhất sang bên một cái đối phương thần sắc tản mạn giống như du lịch căn bản không có nghĩ đến phế tích bên trong còn cất giấu một người thậm chí đối phương ánh mắt nhìn cũng chưa từng nhìn nơi này chỉ là nhìn chung quanh tìm kiếm nhìn như có thể ở lại dung thân chỗ ở cái này cầm thương đám côn đồ ý nghĩ bên trong căn bản sẽ không xuất hiện tần nhiên kha lâm chủ động xuất kích tuyển hạng tại hắn trong nhận thức biết cái này một đôi cầu nam nữ khẳng định là núp ở chỗ nào tốc tốc phát run lấy cho nên khi tần nhiên bỗng nhiên đập ra thời điểm cái này cầm thương đám côn đồ không có chút nào phòng bị Phóc, sắc bén dao găm trực tiếp chặt đứt đối phương cổ họng Máu tây chảy ngược nhập khí quản, để trước mắt cái này cầm thương đám côn đồ sau cùng kêu thảm trở nên trầm thấp, khàn khàn, mơ hồ không rõ, cuối cùng mang theo không thể tin thần sắc bị Tần Nhiên kéo vào phế tích. Thứ kích, yếu hại công kích tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 vũ khí lạnh, dao găm cơ sở x2, đối thủ tử vong. Cái thứ nhất, nhặt lên trong tay đối phương M1905, Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ. Sau đó, cấp tốc kiểm tra trong tay súng ống. Phẩm chất đồng dạng vì bị hao tổn, nhưng là hộp đạn lại là đầy. Có 7 phát, cái này khiến Tần Nhiên cảm thấy cao hứng. Phải biết vì kế hoạch càng thêm có bảo hộ, Tần Nhiên đem một cái M1905 cho Kha Lâm, đồng thời cho đối phương 5 phát. Trên thực tế, nếu như không phải vì đột phát ngoài ý muốn, Tần Nhiên sẽ đem toàn bộ viên đạn đều cho đối phương, vẻn vẹn đi qua mấy giờ chỉ đạo đối phương cận chiến năng lực xa còn lâu mới có được tiến vào trong thực chiến. Mà bây giờ một cái đổ đầy viên đạn M1905 đối với tần nhiên tới nói tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, nhất làm cho tần nhiên cảm thấy vui sướng tự nhiên là trên người đối phương áo chống đạn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Ác ma lồng giam đồi phế long tiềm hành nghe chọn bộ tại mê audio com tên t 1 áo chống đạn loại hình đồ phòng ngự phẩm chất đồng dạng phòng ngự lực một từng cặp đánh phòng ngự lực đồng dạng hay đối vũ khí lạnh phòng ngự lực yếu kém thuộc tính không đặc hiệu không phải chăng có thể mang ra nên phó bản là ghi chú đây là một kiện cảnh dụng áo chống đạn nhưng là khác thật sự cho rằng mặc nó vào ngươi liền có thể không nhìn viên đạn cầm lấy áo chống đạn trong nháy mắt có quan hệ t một áo chống đạn giới thiệu liền xuất hiện tại tần nhiên trước mắt cấp tốc liếc nhìn một lần về sau tần nhiên không do dự đem áo chống đạn bộ trên người mình so với chỉ có một cái tên vì chiến loạn bình dân phục sức nhưng lại không có phòng ngự chút nào lực áo khoác mà nói t một áo chống đạn không thể nghi ngờ là xuất sắc rất nhiều đã có thể chống đỡ đỡ đạn cũng có thể phòng ngự cận chiến dù cho cái sau yếu kém cũng làm cho tần nhiên có càng nhiều lòng tin hoàn thành trước mắt kế hoạch tần nhiên mím môi đem tự thân hô hấp đều khống chế như có như không lặng yên hướng về cái thứ hai mục tiêu xóa đi cái mục tiêu này cũng không có phát hiện đồng bạn tử vong tuy nhiên hai người cách rất gần cùng lúc trước bị tần nhiên xử lý cầm thương đám côn đồ một dạng, trước mắt cầm thương đám côn đồ, cũng là như thế hững hờ, hai mắt tùy ý nhìn qua bốn phía. Căn bản không có chú ý tới nguy cơ buông xuống. Tần nhiên không có lần nữa mai phục mà chính là từ đối phương sau lưng tới gần. Khi khoảng cách đối phương chỉ còn lại có hai bước xa thời điểm, một cái đánh ra trước, tay trái che tại đối phương ngoài miệng, làm cho đối phương không có cách nào lên tiếng phải chỉ thủ trong tay làm theo lướt qua đối phương cổ họng. Trên thực tế, tần nhiên hai tay cơ hồ là không phân tuần tự. Khi đối phương muốn kêu gọi, thậm chí là muốn cắn xé tần nhiên tay trái lúc tần nhiên phải chỉ thủ trong tay đã cắt đối phương cổ họng. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra, một lát sau, đối phương liền bất động. Thứ kích yếu hại công kích tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, x2, đối thủ tử vong. Như là trước đó một dạng, tần nhiên kéo lấy đối phương thi thể tiến vào phế tích, lục soát đi chiến lợi phẩm. Bất quá, cũng không có cởi đối phương tê một áo chống đạn, chỉ là lấy đi đổ đầy viên đạn M1905. Nếu như có thể xuyên dưới hai kiện áo chống đạn lời nói, tần nhiên tự nhiên là không ngại nhưng rất lợi hại đáng tiếc, vẻn vẹn chỉ là mặc một bộ tê một áo chống đạn liền để hắn cảm nhận được bôn tàu ở giữa vướng víu, nếu như lại mặc một bộ lời nói, nhanh nhẹn tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Trước mắt cục diện, quyết không cho phép tần nhiên tốc độ nhận quá đại ảnh hưởng. Bởi vì, này sẽ chỉ làm tần nhiên thành làm một cái bia sống. Cho dù là một cái phòng ngự lực rất cao bia sống, cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Cái thứ hai, trong lòng mặc niệm tần nhiên từ phế tích bên trong mèo eo mà đi. Tại tới trước ước chừng hơn 10 mét về sau, tần nhiên đứng tại trong bóng tối, hơi hơi ló đầu ra, nhìn mình cái thứ ba mục tiêu. Không giống với trước hai cái mục tiêu hành tàu tại trong phế tích, cái thứ ba mục tiêu đứng tại một chỗ từ gạch ngói vụn, gỗ mục đầu tạo thành cao hơn một mét phế tích trên đỉnh. Cứ việc đồng dạng hững hờ, nhưng lại để tần nhiên có chút vô pháp ra tay. Bởi vì, độ cao nguyên nhân, nếu như Tần Nhiên từ chính diện quá khứ lời nói, dù cho có một số phế tích che chắn, cũng sẽ rơi vào đối phương trong tầm mắt. Tần Nhiên nhưng không có bởi vì tùy tiện xử lý đối phương hai người, liền tự tin đến có thể không nhìn đối phương. Dù sao, trong tay đối phương súng ống tuyệt đối không phải bài trí. Về phần từ phía sau đi vòng qua, Tần nhiên nhìn đối phương hoàn toàn không có quy luật liếc nhìn, rất lợi hại kiên quyết từ bỏ ý nghĩ này. Hắn cũng không muốn đường vòng một nửa về sau, bị đối phương tùy ý xoay người một cái phát hiện. Tạm thời từ bỏ cái mục tiêu này, sau một khắc tần nhiên liền làm ra quyết định. Tuy nhiên hắn còn có M1905, đồng thời viên đạn sung tốt. Nhưng là tần nhiên cũng không muốn muốn sớm như vậy sử dụng súng ống không đơn thuần là bởi vì đối phương người mặc áo chống đạn mà lấy hắn thương thuật rất khó đánh chúng không có áo chống đạn bảo hộ đầu các loại yếu hại cũng bởi vì một khi súng vang lên vị trí hắn liền sẽ bại lộ mà bây giờ đối phương một hàng bảy người còn có năm cái cầm thương đám côn đồ còn sống liền xem như cùng kha lâm sớm an bài ứng đối kế hoạch tần nhiên cũng không muốn hai đối nam ít nhất phải lại nhiều xử lý hai cái mới được ôm dạng này cách nghĩ tần nhiên bắt đầu đường vòng vì không bị đứng tại phế tích trên đỉnh cầm thương đám côn đồ phát hiện tần nhiên lần này đường vòng là tương đương xa đầu tiên là lui về xử lý mục tiêu thứ nhất vị trí sau đó bắt đầu quanh co sau mười mấy phút khi tần nhiên dừng bước lại thời điểm hắn đã đi tới cầm thương đám côn đồ nhóm sau lưng dựa vào không tệ thị lực tần nhiên đem năm cái mục tiêu thu nhập mắt cũng cấp tốc khóa chặt cái thứ ba muốn ra tay mục tiêu cái mục tiêu này là trong năm người ở vào tần nhiên tầm mắt bên trái nhất cái kia so với tần nhiên trước đó xử lý hai cái cái này cầm thương đám côn đồ muốn càng thêm tản mãn chỉ ít trước đó hai cái cầm thương đám côn đồ vẫn là giả vờ giả vịt lấy mà cái này cầm thương đám côn đồ thì là ngồi xổm ở hắn đám côn đồ vô pháp nhìn tới chỗ trực tiếp đốt một điếu thuốc thơm cứ như vậy thôn vân thổ vụ đứng lên đối phương thoải mái nhàn nhã bộ dáng để tần nhiên khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt liền đem đối phương xem như mục tiêu kế tiếp tần nhiên cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đối phương ánh mắt góc chết đến gần mặc dù đối phương hoàn toàn bị thuốc lá trong tay hấp dẫn chú ý lực nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tần nhiên cẩn thận bởi vì tần nhiên biết trên thế giới có một cái tên là ngoài ý muốn đồ vật mà muốn để ngoài ý muốn ít phát sinh cũng không có biện pháp gì tốt chỉ có thể là cẩn thận cẩn thận hơn tại để ý như vậy bên trong tần nhiên cùng đối phương khoảng cách một bước một bước giảm bớt lấy khi khoảng cách đối phương không đủ 2 mét lúc, đối phương vẫn không có phát hiện tần nhiên, mãi cho đến tần nhiên tay phải giao găm tiếp cận, đối phương mới phát hiện không hợp lý địa phương. Bất quá, rất lợi hại hiển nhiên, cái này đã muộn. Tần nhiên không để ý nhóm lửa thuốc lá bị bỏng, tay trái một thanh liền đắp lên đối phương ngoài miệng, nắm dao găm tay phải làm theo bỗng nhiên hướng, về, sau kéo một phát. Phóc, cùng lúc trước hai cái mục tiêu không khác nhau chút nào, cổ bị cắt mở đối phương ngã xuống đất bỏ mình. Bị bỏng, đối thủ tạo thành ngươi một điểm sinh mệnh thương tổn thứ kích. Yếu hại công kích tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 vũ khí lạnh, giao găm, cơ sở, x2, đối thủ tử vong. ba lần lặng yên im ắng tới gần mục tiêu công kích, không bị phát hiện, lĩnh ngộ kỹ năng. Tiềm hành tên, tiềm hành, cơ sở, thuộc tính tương quan nhanh nhẹn kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, tốt hơn lợi dụng bóng mờ, để cho người khác khó mà phát hiện, đề bạt 10% ẩn nấp tiêu hao. Thể lực điều kiện học tập, nhanh nhẹn ép ghi chú, người chỉ là giỏi về ẩn núp mà không phải chân chính ẩn thân. Mà tại đối phương ngã xuống đất trong nháy mắt, hệ thống cho ra lĩnh ngộ kỹ năng tiềm hành cơ sở. Nhất thời, một chuỗi dài tri thức liền xuất hiện tại tần nhiên trong đầu từng có hai lần kỹ năng thể nghiệm tần nhiên đã sớm quen thuộc không dễ. Khi trong chốc lát tri thức truyền vào hoàn tất về sau, tần nhiên thân thể có thể tương đương tự nhiên đem trong đầu vừa mới thu hoạch được tri thức ứng dụng. Ba lần, tần nhiên một bên trước mắt thi thể, một vừa tra xét lấy trước đó hệ thống nhắc nhở. Cùng lĩnh ngộ vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, lúc giống nhau, ba lần, sổ tự, gây nên tần nhiên chú ý tại tân thủ phó bản bên trong chỉ cần hữu hiệu phát động ba lần liền có thể thu hoạch được tương ứng kỹ năng tần nhiên suy đoán bất quá rất nhanh tần nhiên liền lấy lại tinh thần hắn nhớ được bản thân giờ phút này hẳn là đi làm cái gì mà không phải ngừng tại nguyên chỗ suy nghĩ những thứ này về sau có là thời gian mà bây giờ tần nhiên nhìn về phía còn thừa bốn cái mục tiêu trong đầu có quan hệ tiềm hành tri thức lại một lần nữa hiển hiện sau đó tần nhiên thân thể liền lặng yên không một tiếng động đi vào một bên trong bóng tối nhờ ánh trăng cùng vách tường phế tích hình thành bóng mờ hướng về mục tiêu kế tiếp đến gần nếu như nói trước đó tần nhiên trước đó tới gần mục tiêu tốc độ là bỏ lời nói như vậy lúc này liền tiến hóa thành bình thường bước đi mà lại càng thêm ẩn nấp không có tiếng động phảng phất như là ban đêm trên đường phố tốt nhất ăn trộm hoặc là nói thích khách cái thứ tư, cái thứ năm, hai cái cầm thương đám côn đồ vốn có tiềm hành cơ sở tần nhiên trước mặt, dù là so trước đó ba cái cầm thương đám côn đồ cảnh giác không ít nhưng kết quả vẫn không có cải biến. Nhao nhao bị tần nhiên từ phía sau cắt đứt cổ họng. Tới lúc này, Sài lang, húc mới phát hiện không hợp lý địa phương một hàng bảy người tại phế tích bên trong nếu như không nhìn thấy một hai người lời nói còn tính là bình thường nhưng là nếu như phần lớn người đều không nhìn thấy lời nói liền xem như ngu ngốc cũng cần phải phát hiện không hợp lý ác ma lồng giam đồi phế long nổ đầu nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com viên đạn đập nện tại đổ sụp vách tường hư thối trên gỗ nhất thời cục gạch vỡ vụn mảnh gỗ vụn bay tứ tung mà sớm tại nổ súng về sau, tần nhiên liền một cái bên cạnh dốc sức lăn lộn, rời đi nguyên bản vị trí chỗ ở. Tần nhiên cảm tạ Kha Lâm dạy bảo, nếu như không có kỹ năng trốn tránh lời nói, hắn lúc này tất nhiên bị một trận này thương hỏa đặt ở bức tường kia đổ sụp sau tướng. Phanh phanh phanh, tiếng súng vẫn còn tiếp tục lấy. Hiển nhiên, trước đó Tần Nhiên nhất thương, làm cho đối phương trở thành chim sợ cành cong, hận không thể cứ như vậy cách tường đem Tần Nhiên đánh chết. Bất quá, không nói trước M1905 viên đạn có thể hay không đánh xuyên qua tường xi, si, măng vách tường liền xem như đánh xuyên qua, đã sớm không tại vị trí cũ bên trên Tần Nhiên. Cũng là nhất định làm cho đối phương thất vọng. Hô dựa vào ở trên vách tường, tần nhiên hít sâu lấy, hắn nắm chặt trong tay M1905, chờ đợi lấy thời cơ. Trước đó nhất thương, cũng không phải là tần nhiên cần thời cơ. Trên thực tế, nếu như không là đối phương phát hiện không hợp lý lời nói, tần nhiên sẽ tiếp tục lợi dụng tiềm hành cơ sở cùng vũ khí lạnh giao găm cơ sở phối hợp đến thu hoạch còn thừa mục tiêu. Cũng không phải nổ súng liền như là tần nhiên chính mình đoán trước như thế. Hắn thương pháp cũng không tốt, dù là cùng mục tiêu khoảng cách không đủ 10 mét cũng vô pháp chuẩn xác đánh trúng mục tiêu yếu hại. Xạ kích, tạo thành đối thủ 50 điểm sinh mệnh thương tổn, đối thủ có được đồ phòng ngự, miễn dịch 45 điểm thương tổn, thực tế tạo thành thương tổn 5 điểm. Nhìn lấy chiến đấu ghi chép tần nhiên chỉ có lắc đầu nếu như có thể đánh chúng đối phương không có áo chống đạn bảo hộ đầu lúc này đối phương sớm đã tử vong mà không phải giống giờ phút này đối phương còn thừa lại hai cái bất quá đồng dạng tần nhiên một phương cũng có được hai người ầm một tiếng đột một tiếng súng xen lẫn tại liên tục tiếng xạ kích bên trong là như thế chói tai a à, tà chân tà chân về sau cầm thương đám côn đồ tiếng kêu thảm thiết càng là vô cùng rõ ràng. Kha Lâm, đang chiến đấu bắt đầu về sau, vẫn giấu đi chú ý toàn trường Kha Lâm xuất thủ. Dựa theo Tần Nhiên cùng Kha Lâm hai người chế định kế hoạch Tần Nhiên là tay chủ công, chỉ có khi Tần Nhiên xa vào đến vây quanh hoặc là bị đối phương thương hỏa sau khi áp chế, nàng mới sẽ ra tay. Vì Tần Nhiên sáng tạo đào thoát hoặc là phản kích thời cơ phát sinh trước mắt hết thảy, đều chứng minh Kha Lâm làm rất không tệ. Không do dự, tần nhiên tại trong bóng tối giơ tay lên bên trong M1905. Phanh, ầm, liên tiếp hai phát, mặc dù có Kha Lâm cho sáng tạo cơ hội, nhưng là kết quả nhưng lại không được tốt lắm. Thương thứ nhất vẫn như cũ xạ kích tại đối phương áo chống đạn bao trùm khu vực mà phát súng thứ hai thì là trực tiếp bắn không trúng bia. Đáng chết, Tần nhiên trong lòng thấp chửi một câu, lần nữa cấp tốc rời động. Bởi vì, hắn đã thấy, cái kia bị hắn nhắm chuẩn, lại tại phát súng thứ hai bắn không trúng bia cầm thương đám côn đồ dơ súng lên. Gà mờ, dùng súng gà mờ, ha ha ha, xài lang, húc nhịn không được giữ tợn cười ra tiếng ngay từ đầu thuộc hạ vô thanh vô tức tử vong, quả thực để hắn giật mình, để hắn tưởng rằng đụng phải cái gì ngoan nhân, thậm chí, sinh ra bối rối tâm tình. Mà về sau, bất chợt tới nhất thương, để cho mình cận tồn trong thuộc hạ thương ngã xuống đất, càng làm cho phần này bối rối trở nên càng phát ra nồng đậm lên. Cuối cùng, diễn hóa thành tuyệt vọng. Xài lang, húc đã từ tâm sinh ra chính mình muốn chết ý nghĩ đến mức đối mặt lại một lần tập kích, xài lang, húc hoàn toàn ngu ngơ đứng tại chỗ chờ chết. Bất quá, theo lấy trước mắt ra hỏa hai phát, xài lang, húc lại là thả lỏng trong lòng. Trước mắt ra hỏa ở đâu là cái gì ngoan nhân, chỉ là một cái gà mờ mà thôi. Chỉ ít là dùng thương gà mờ. Khoảng cách không đủ 10 mét, xạ kích hoàn toàn không cách nào di động vật thể, đều có thể bắn không trúng bia ra hỏa, không phải gà mờ là cái gì chỉ cần không bị đối phương cận thân hắn liền có thể hoàn ngược đối phương nói đơn giản lấy đối phương xem như đột phá khẩu lời nói hắn cũng không cần chết về phần một cái khác xạ kích ra hòa nhìn lấy bên cạnh ôm bắp chân thủ hạ xài lang húc sáng suốt không có lựa chọn đối phương khi làm đối thủ có một cái gà mờ làm làm đột phá khẩu hắn không tuyển chọn lời nói đó mới là ngu ngốc xài lang, húc cẩn thận tránh ra kha lâm góc độ bắn, đối còn đang rên rỉ thủ hạ hô. Qua, đem phía trước ra hỏa kia dẫn ra, nói, trong tay họng súng liền nhắm ngay cái kia thụ thương thủ hạ. Đầu lĩnh, người không thể làm như vậy, cầm thương đám côn đồ gầm nhẹ, sau đó, cũng dơ lên trong tay thương. Bất quá cái này khiến, xài lang, húc mỉa mai cười một tiếng. Người thương bên trong còn có viên đạn sao, húc lạnh lùng hỏi cầm thương đám côn đồ sững sờ. Trước đó xa vào đến trong lúc bối rối cầm thương đám côn đồ, tại gặp được tập kích về sau, hoàn toàn loạn thần, hoàn toàn không có cô kỵ phải chăng nhìn thấy mục tiêu, cũng là một trận xạ kích. Bởi vậy, hắn căn bản không có tính toán chính mình viên đạn tiêu hao. Mồ hôi từ cầm thương đám côn đồ trên trán tràn ra, nhưng là, hắn cũng không tính cứ như vậy qua làm mồi dụ đầu lĩnh ngươi viên đạn cũng không có a à, cầm thương đám côn đồ mạnh vừa cười vừa nói xem ra ngươi vẫn là không hiểu ta tại sao là đầu lĩnh mà ngươi chỉ là lão đại một cái bình thường thủ hạ húc nói liền từ một bên túi móc ra một cái đổ đầy viên đạn hộp đạn nói nhìn thấy sao ta mỗi lần đi ra ngốc thứ lão đại đều hội cố ý cho ta chuẩn bị thêm hai cái hộp đạn vì cũng là ứng phó trước mắt đột phát cục diện nhanh lên không phải vậy lời nói ta không ngại thân thủ giải quyết ngươi húc không kiên nhẫn lần nữa giơ súng lên miệng cầm thương đám côn đồ tin tưởng hắn chỉ cần không đi ra lời nói húc khẳng định biết mở thương đối phương thủ đoạn độc ác đã sớm xâm nhập nhân tâm do dự một chút cầm thương đám côn đồ cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp dù sao hắn ra ngoài lời nói mà chống đỡ mặt xạ kích gà mờ mức độ không nhất định chết mà lưu tại nơi này khẳng định là chết chắc phải biết húc có thể trở thành ngốc thứ trợ thủ đắc lực tay kia không tệ thương thuật có thể là có tương đương phân lượng cắn răng một cái cầm thương đám côn đồ leo ra công sự che chán trong bóng tối tần nhiên nhìn một màn trước mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền minh bạch đối phương dự định Trước đó, đối phương vậy không có che giấu thanh âm, thốt ra "Gà mờ", đánh giá Tần Nhiên thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi hắn lần nữa giơ súng bắn thời điểm, đối phương cái kia hoàn hảo không chút tổn hại cầm thương đám côn đồ nhất định sẽ lao ra. Hướng hắn cái này xạ kích gà mờ xạ kích, mà hắn làm theo chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, tránh né. Thứ hai, cùng đối phương liều mạng nếu như lựa chọn cái trước đối phương rất có thể đào thoát mà lựa chọn cái sau lấy lúc trước hắn biểu hiện ra thương thuật đến xem hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá tần nhiên vẫn như cũ lựa chọn cái sau nếu như nơi này là hiện thực lời nói tần nhiên là tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái sau nhưng là đây là ở trong game dù là cái trò chơi này lại chân thực có thể trò chơi cũng là trò chơi một số thiết lập cũng sẽ không bởi vì trò chơi chân thực mà làm ra cải biến tỷ như tân thủ phó bản cho người chơi phúc lợi tại tân thủ phó bản bên trong chỉ cần hữu hiệu phát động 3 lần liền có thể thu hoạch được tương ứng kỹ năng trước đó tần nhiên liền làm ra dạng này suy đoán đồng thời có niềm tin cực lớn mà bây giờ hắn đã lấy súng ống trải qua được hai lần hữu hiệu công kích chỉ cần lại có một lần hắn liền có thể thu hoạch được tương ứng kỹ năng cho đến lúc đó cùng đối phương xạ kích hắn tất nhiên có thể đạt được thắng lợi tần nhiên có dạng này tự tin bởi vì đối phương tuy nhiên biểu hiện ra đối với súng ống quen thuộc nhưng là như thế này quen thuộc tuyệt đối không thể có thể đạt tới du hí kỹ năng trình độ không phải vậy lời nói, đối mặt với đối phương trước đó xạ kích, hắn đã sớm chết. Hô, sâu thở sâu, điều chỉnh trạng thái tần nhiên giơ tay lên bên trong M1905, híp mắt ngắm chuẩn lấy này bò sát lấy cầm thương đám côn đồ. ầm súng vang lên. Viên đạn hung hăng đụng vào đối phương áo chống đạn bên trên, trùng kích lực để bò sát đối phương trực tiếp lăn mình một cái.